Tao lúc nào cũng than làm mà không có dư vậy trời. Nói dư sợ họ hàng họ mượn hả? Tôi cứ thích than đây. Bà xem được thì xem, không xem được thì đi ra chỗ khác. Tiền thì có dư mà, cả đống kia kìa. Nói ra thì sợ trộm họ vào lấy mất ấy. Đấy là người ta sẽ nói bạn như thế, còn mình thì không nha. Mà công nhận dạo này mình cũng hay than thở thật. Nhưng mà mình cũng nói đúng với những cái gì mà mình đang trải qua thôi. Có nhiều bạn cũng bảo mình bỏ nghề đi, kiếm việc khác để làm. Nhưng mà khổ lắm cơ, cụ tí nó còn bé. Rồi mà cả hai vợ chồng đi làm thì nó nhớ lắm ấy mọi người ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, làm gì cũng không ổn. Thôi cứ cố gắng đi, để lúc nào nó lớn một xíu nữa mình đi làm xa cũng chẳng muộn. Cứ kiếm túc tắc đồng ra đồng vào thì cũng mất một buổi sáng thôi. Buổi chiều thì đầy việc luôn. Lên nương lên đồi phát cỏ quế, xong rồi đi lấy sắn cho lợn, chặt chuối về nấu cám, chăn gà vịt nữa. Úi giời, đếm trên đầu ngón tay còn không hết việc ấy mọi người ạ. Mình nói ví dụ nhá, quán mình mà mở ở một địa điểm khác ấy, nhìn mỗi cái công việc bán bún này để làm giàu ấy thì không có đâu. Chắc là trụ được dăm ba bữa chạy mất dép thôi ấy mọi người ạ. Còn cái này thì mình làm gần nhà nhá, mình không làm bún thì mình còn việc khác để làm mà. Còn công việc khác vẫn kiếm ra tiền nhưng mà nó vất vả. Ai mà chịu khó làm ấy thì cũng nhiều tiền lắm nha. Còn mấy hôm nay thời tiết nó lạnh quá rồi mọi người ạ. Sáng sớm ở mình nè toàn 10 đến 11 độ thôi. Dậy sớm làm bún mà co ro cúm rúm thấy ngại ghê luôn ấy. Còn ở chỗ mọi người đã lạnh nhiều chưa? Comment xuống dưới cho mình biết với nha.